người đại diện cho bạn ở đây. Rễ, thân rễ, tại vì lá với trái thì nó không làm chết cây, nhưng mà trên rễ thì nó làm chết cây luôn. Cái mùa sô cô la gì? Ngon không? Ngon là ăn nghe mùa sô cô la là ngon. Đúng không? Cái này em rất là ý nghĩa và giá trị nó rất là thực tế. Dạ thì em rất là cảm ơn mọi người, là cảm ơn chị đã nhất. Chúc hậu là tám anh chị giữ yên chúc thầy. Tuần sau mình sẽ ngồi tiến lên. Thầy đó còn nhiều lần sắp tới. Hy vọng mẹ. Con yêu ba.